Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin mức độ nghiêm trọng thực sự của các lệnh trừng phạt đối với Nga. Một tháng trước, ông bạo chúa của Điện Kremlin Vladimir Putin, 69 tuổi, đã phát động cuộc tấn công đẫm máu vào Ukraine. Phương Tây đã phản ứng đồng nhất các biện pháp trừng phạt kinh tế đang ảnh hưởng nặng nề đến Nga, cho dù chính quyền của Tổng thống Putin phủ nhận điều này, nhưng thực tế thì đã chứng minh ngược lại, nước Nga bị ảnh hưởng rất nhiều. Đây là hình ảnh ông Putin xuất hiện gần đây với khuôn mặt đầy lo lắng. Ví dụ, trong một cuộc phỏng vấn tuyên truyền với hãng thông tấn RIA, Dmitry, 56 tuổi, bạn của ông Putin tuyên bố rằng các lệnh trừng phạt sẽ không có tác dụng đối với chính phủ Nga. Thật ngu ngốc khi tin rằng các biện pháp này có thể tác động nào đó. Nhưng rốt cuộc, đây không hơn không kém là nỗ lực che đậy sự thật, bởi vì đây là hậu quả thực sự của các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ dầu khí, tài chính, hàng không, ngân hàng, tất cả đều bị ảnh hưởng. Đây là hình ảnh hãng hàng không Nga bị dừng hoạt động ở nước ngoài, khiến cho trên 500 chiếc máy bay phải nằm mặt đất. Nền kinh tế Nga suy sụp nhanh chóng. Cho tới năm 2020, Nga vẫn còn là nền kinh tế lớn thứ 11 trên thế giới. James, từ ngân hàng đầu tư Goldman Sachs của Mỹ, tin tưởng rằng tới cuối năm nay, nền kinh tế của Nga có thể tụt xuống ở vị trí thứ 15 trên toàn thế giới. Ngay cả trước cuộc chiến của Putin ở Ukraine, nền kinh tế Nga đã rơi vào khủng hoảng. Bây giờ, sự suy sụp thực sự đang đe dọa. Các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán như Mastercard, Visa, American Express đã ngừng dịch vụ của họ ở Nga, và cả Apple Pay cũng đã ngừng hoạt động. Cơ quan xếp hạng Scopus nhận định rằng tổng sản phẩm quốc nội GDP của Nga có thể giảm tới hơn 10%. Nền kinh tế Nga đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi các lệnh cấm nhập khẩu và cấm vận từ phương Tây. Ngay cả đối với các lãnh đạo cấp cao của Nga cũng bị cấm vận. Đây là hình ảnh hơn 2.300 tấn vàng của Nga bán không ai dám mua vì sợ cấm vận từ phương Tây. Việc các công ty phương Tây rút khỏi Nga, trong số đó các công ty lớn như của Đức như Volkswagen, Siemens, Lufthansa cũng đang làm suy giảm sản lượng kinh tế. Cơ quan giám sát tín dụng Scopus cho biết trong nghiên cứu mới nhất của mình rằng ảnh hưởng của cuộc chiến ở Ukraine sẽ dẫn đến sự suy thoái sâu hơn nhiều so với thời kỳ đại dịch COVID-19. Đây là một tin choáng váng với Nga. Giá trị của đồng rúp xuống dốc không phanh. Hôm thứ Tư, ông Vladimir Putin tuyên bố rằng ông sẽ chỉ chấp nhận đồng rúp làm đơn vị tiền tệ quốc gia để thanh toán cho việc vận chuyển khí đốt đến phương Tây. Một nỗ lực tuyệt vọng để cứu đồng rúp đang giảm giá mạnh. Nhưng các nước phương Tây đồng loạt bác bỏ giải pháp này. Đây là hình ảnh tiền rúp của Nga đã mất giá trên 20% trong vòng có một tháng chiến tranh, và con số này không dừng ở đây. Một tháng trước, một đô la trị giá 74 rúp, sau khi các lệnh trừng phạt, giá trị của đồng rúp giảm mạnh. Lúc đó, bạn cần phải trả tới 150 rúp để mua một đô la. Điều này có nghĩa là hàng nhập khẩu từ nước ngoài đang trở nên đắt hơn đáng kể tại Nga. Và lạm phát cũng bùng nổ. Vào giữa tháng 3, tỷ lệ lạm phát ở Nga đạt mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2015, lên tới 14,5%. Để so sánh, ở Đức tỷ lệ lạm phát hiện nay là 5,1%. Giá của hầu hết mọi mặt hàng ở Nga đều tăng chóng mặt. Đường và hành tây tăng giá hơn 13% so với một năm trước đó, và các loại thuốc cũng trở nên đắt giá hơn. Các chuyên gia cho rằng tỷ lệ lạm phát ở Nga sẽ đạt mốc 20%. Và các kệ hàng siêu thị thường trống trơn, người dân tranh nhau mua đường. Putin đã cho ăn cắp ngũ cốc từ Ukraine mang về. Đây là hình ảnh tình trạng các kệ hàng hóa của Nga đang bị thiếu nghiêm trọng. Quỹ tài sản có chủ quyền của nhà nước. Nga đưa thu nhập bình quân vào quỹ tài sản quốc gia, đặc biệt thu nhập từ việc bán dầu chảy vào tài sản của nhà nước Nga. Theo số liệu của Bộ Tài chính, giá trị của nó trong tháng 2 đã giảm tới 11,5% so với tháng trước, xuống tương đương với 154,8 tỷ đô la. Giá trị cổ phần trong ngân hàng lớn nhất của Nga là Sberbank đã giảm một nửa, ước tính khoảng 1,5 nghìn tỷ rúp. Trong khi cổ phần trong các hãng hàng không của Airflot giảm từ 47,4 tỷ còn có 30,7 tỷ rúp. Và quá trình khủng hoảng tài chính, khủng hoảng kinh tế của nước Nga sẽ không dừng ở đây và ngày càng trở nên tồi tệ.
Kính mời các bạn xem bản tin Bản chất bộ lạc của chế độ hậu cộng sản. Với tư duy còn nghèo nàn, lạc hậu về mọi mặt, kém văn minh trong hành xử như kiểu bộ lạc thời xưa, và với chủ trương khai dụng nó để tiếp tục cầm quyền, thì làm sao có thể xây dựng một xã hội hài hòa, văn minh và tiến bộ cho được? Nhiều cuộc thử nghiệm khoa học cho thấy đầu óc con người có xu hướng phân biệt ta và địch một cách sâu sắc. Nó có khả năng phân biệt một cách tự động và cực nhanh, theo Robert chia sẻ. Nhà báo Phạm Phú Khải có bài phân tích mang tựa đề Bản chất bộ lạc của chế độ hậu cộng sản. Ông chia sẻ như sau. Robert là nhà giáo sư sinh học phẫu thuật thần kinh học và khoa học thần kinh tại Đại học Stanford và cũng là tác giả của cuốn sách nổi tiếng là Những biểu hiện sinh lý của hành vi con người. Đây là hình ảnh ông Robert, giáo sư sinh học phẫu thuật thần kinh học và khoa học thần kinh học tại Đại học Stanford. Ví dụ như khi dọi vào chụp hình một bộ óc phản ứng ra sao dành cho một người da trắng tiêu biểu của Mỹ, khi cho họ xem nhiều hình ảnh, thì đến khi khuôn mặt một người da đen hiện lên, nó kích thích liền phần não gọi là AMI, trung tâm phần não có chức năng điều khiển cảm xúc, sợ hãi và hung hăng. Phản ứng nhanh đến độ chỉ dưới 1/10 cột giây. Trong phần lớn trường hợp, bộ não chịu trách nhiệm phần lý trí, có tên gọi là prefrontal, liền lập tức can thiệp trong vòng 1-2 giây sau đó và làm dịu lại amin. Tuy thế, Sapolsky cho rằng phản ứng ngay từ đầu phần lớn là vì sợ hãi, ngay cả với những người hiểu biết hơn bình thường. Đây chỉ là một ví dụ trong vô số thử nghiệm về con người để cho thấy, dù sống trong xã hội văn minh và đa văn hóa, đặc tính chủ nghĩa bộ lạc vẫn nằm trong bộ óc con người. Từ đó, vấn đề phân biệt vùng miền, dân tộc, quốc gia, vân vân là vô cùng phổ quát. Chủ nghĩa bộ tộc và dân tộc đang ngày càng gia tăng trong nhiều quốc gia dân chủ cấp tiến. Từ Mỹ đến châu Âu, Michel, từng là Thứ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ vào năm 2015-2017, biện luận rằng chủ nghĩa bộ lạc đang giết chết chủ nghĩa cấp tiến. Amy Chua, một giáo sư luật tại trường đại học Yale, từng biện luận rằng con người có nhu cầu thuộc về nhóm, cho nên họ gia nhập câu lạc bộ, đội và khi trở thành thành viên, họ cảm thấy có sự ràng buộc mạnh mẽ với nó và nhiều nơi danh tính quan trọng nhất là những điều mà mọi người sẽ hy sinh, mạng sống, không phải là quốc gia mà là dựa trên sắc tộc, khu vực, tôn giáo, giáo phái hoặc thị tộc. Đây là hình ảnh Amy Chua là giáo sư luật tại trường Đại học luật Yale. Chuyên môn của cô ấy là về các giao dịch kinh doanh quốc tế, xung đột sắc tộc, toàn cầu hóa và luật pháp. Những tín ngưỡng của chủ nghĩa, độc tài toàn trị như Cộng sản thì ra sao cũng là câu hỏi được đặt ra. Trên lý thuyết, chủ nghĩa Cộng sản nhắm đến xóa bỏ tất cả những gì mang tính bộ lạc, tam vô như vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo. Họ đề cao một thế giới đại đồng, vô giai cấp cho toàn thể mọi người. Trên thực tế, sau bao nhiêu cuộc đấu tranh giai cấp và nhân danh bao nhiêu điều ảo tưởng mà hàng trăm triệu người đã trở thành nạn nhân của cuộc thử nghiệm này. Những nước còn lại, Cộng sản như Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Cuba, Bắc Hàn, lẫn một số quốc gia hậu Cộng sản như Nga, Campuchia, đang thể hiện tính cách bộ lạc mạnh mẽ nhất. Con người nói chung, ai cũng mang ADN bộ lạc trong mình, nghĩa là chúng ta thường có xu hướng đánh giá ai là bạn, ai là thù và chỉ tin tưởng vào những người mà chúng ta coi là vòng quen thuộc hoặc giống mình. Nhưng chế độ Cộng sản và một số hậu Cộng sản có đầu óc bộ lạc khá nặng. Vòng tin tưởng của họ giới hạn trong gia đình, dòng họ hay một số cá nhân đặc biệt nào đó. Họ luôn xem sự đối lập, những người không cùng quan điểm hay ý thức hệ với họ là thế lực thù nghịch, luôn trở trực để hãm hại mình, cho nên cần phải bị tiêu diệt hay loại trừ. Họ xem những gì quen thuộc, giống họ, như cùng suy nghĩ hay ý thức hệ thì họ mới tin. Chẳng hạn trước đây, họ đề cao quốc tế cộng sản hay chủ nghĩa đại đồng và xóa bỏ đặc tính quốc gia, dân tộc, và nay thì đề cao chủ nghĩa dân tộc. Nó chủ yếu là một chiêu bài chính trị. Mỗi lần thay đổi như thế, họ tìm cách biện minh, chống chế và bất cứ ai không ủng hộ đường lối như thế thì bị xem là thù nghịch, kể cả người dân của họ. Vladimir Putin chẳng hạn,
coi tất cả thành phần đối lập tại Nga là phải loại trừ. Xem những chính trị gia tại Ukraine hay các nước lân cận nào mà theo phương Tây là thù nghịch. Và đặc biệt xem NATO là mối đe dọa sống còn cho quyền lợi và quyền lực của mình. Đây là hình ảnh ông Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đã cho quân xâm lược Ukraine trong khoảng thời gian từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 đến nay. Sự bất an này đã làm cho ông Putin nhìn đâu cũng thấy kẻ thù. Nhưng nếu nước Nga không phải là một chế độ độc tài hay tham vọng bá quyền, không có lý do gì để Nga phải lo ngại NATO. Sự thật là NATO được hình thành chính vì mối lo ngại và đe dọa trực tiếp từ Liên Xô của Joseph Stalin sau Thế chiến lần thứ hai. Nếu nước Nga không có những kẻ độc tài và tham vọng bá quyền như Stalin hay Putin, thì cũng không có chiến tranh lạnh hay nhiều cuộc chiến khác, kể cả cuộc chiến tại Ukraine hiện nay. Cung cách hành xử của ông Tập Cận Bình tại Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam tại Việt Nam cũng không khác bao nhiêu. Quyền lực nằm gần như tuyệt đối trong tay một đảng, không chia sẻ với bất cứ ai. Nhưng trong đảng đó lại có nhiều vòng quyền lực, mà vòng nhỏ nhất chỉ là thiểu số, một hoặc vài người mà thôi. Nó cũng không khác gì nhiều so với tư tưởng bộ lạc ngày xưa hay kiểu gia đình trị lâu nay. Họ chủ trương xóa bỏ mọi tôn giáo, suy luận tôn giáo là thuốc phiện, nhưng trên thực tế hành xử có tính giáo phái. Chẳng hạn, giới lãnh đạo vẫn coi tôn thờ ông Hồ Chí Minh hay trước đây những ông như Karl Marx, Lenin, Stalin v.v. như là một giáo chủ. Cách đây chỉ ít hôm, một số thần tượng ông Hồ Chí Minh tỏ vẻ giận dữ và phê phán phía Đại sứ quán Ukraine tại Hà Nội vì cho rằng kênh YouTube Ukraine 24 và báo mạng Pravda Ukraine, tức là Sự thật Ukraine, đã hạ thấp ông Hồ Chí Minh của họ. Đây là hình ảnh các nhà hoạt động xã hội tại Hà Nội đến trao quà quyên góp 500 triệu đồng ủng hộ nhân dân Ukraine cho bà Natalia, đại biện lâm thời Ukraine tại Việt Nam. Không có nghĩa là thô sơ bằng bộ lạc, vì họ luôn chia ra là ta và địch. Ai không nhìn giống họ, đánh giá giống họ, tôn thờ giống họ, nhận diện ra nguy hiểm giống họ vân vân, thì bị xem là địch. Đây là tư duy thô thiển, nguyên thủy nhất của loài người, chứ không có gì là văn minh cả. Họ chỉ không nhìn ra được rằng trên thực tế mọi xã hội đều đa nguyên và chỉ muốn thể hiện bản chất đa nguyên một cách tự do nhất như có thể. Ngày 8 tháng 3 năm 2022, Đại sứ châu Âu tại Việt Nam cũng nhắc nhở giới lãnh đạo Việt Nam rằng Liên Xô đã tan rã từ rất lâu và chúng ta đang ở trong một kỷ nguyên mới với hy vọng đánh thức Việt Nam. Họ lâu ngờ rằng lãnh đạo hàng đầu Việt Nam vẫn thức chứ không phải ngủ. Tuy muốn hội nhập với thế giới văn minh, tư duy lãnh đạo của Việt Nam vẫn còn nặng chủ nghĩa bộ lạc. Lãnh đạo Cộng sản không tin tưởng bất cứ nước nào đang theo chủ nghĩa cấp tiến mà có khả năng giúp Việt Nam tự diễn biến, tự chuyển hóa thành một nền dân chủ cấp tiến thật sự trong tương lai. Những kẻ cầm quyền tại Việt Nam, Trung Quốc và Nga có nhiều điểm khá giống nhau. Giống nhất là cái văn hóa chính trị cộng sản toàn trị nhưng mang tính bộ lạc. Cả một thế kỷ qua làm cho họ hiểu nhau và gắn bó lẫn nhau. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin bắt tay nhau sau lễ ký các hợp đồng giữa hai nước. Trong thâm tâm, họ vẫn nghi ngờ nhau, sợ nhau, từng gây hấn và đã có chiến tranh với nhau. Nhưng dù sao, họ vẫn cảm thấy an toàn và tin tưởng những điểm giống nhau này hơn là những ý thức hệ chính trị khác mà hoàn toàn không nằm trong tư duy của họ. Cho nên cũng không có gì ngạc nhiên khi một số thành phần tại Hà Nội và Bắc Kinh có xu hướng ủng hộ Moscow trong cuộc chiến xâm lược tại Ukraine. Tất cả những điều họ rêu rao tuyên truyền bấy lâu nay rằng họ luôn vì quốc gia dân tộc, thực ra đều giả dối hết. Quyền lợi về quyền lực cá nhân, gia đình, bè phái của họ mới là trên hết. Nó là đặc tính của bộ lạc. Với tư duy còn nghèo nàn, lạc hậu về nhiều mặt, kém văn minh trong hành xử như kiểu bộ lạc thời xưa và với chủ trương khai dụng nó để tiếp tục cầm quyền, thì làm sao có thể xây dựng một xã hội hài hòa, văn minh, tiến bộ, trong đó chấp nhận tính đa nguyên, tôn trọng pháp luật và khai dụng tài năng toàn xã hội. Khoan nói đến điều ảo tưởng tiến tới xã hội chủ nghĩa xa vời hay thế giới cộng sản đại đồng, và những giấc mơ của họ đã trở thành ác mộng của nhân loại.